Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với game Broken Password ở level 51. Và level 51 này thì chúng ta thấy là có hai cái chai nước tương nè, các bạn, với chai tương ớt nè. Vậy theo rằng chúng ta cần xịt cho nó lên trên cái như là cục xúc xích của mình, các bạn. Nên đây thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường lên trên cái cục xích của chúng ta, các bạn. Ok. Câu 52 thì ở đây chúng ta thấy nhà vua thì thường sẽ có cái vương miện, các bạn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ vẽ cái vương miện. Tuy nhiên thì ở đây các bạn thấy là vương miện chúng ta có mấy cánh, đó là vấn đề của chúng ta, các bạn. Ok. Here we go. Ok, như vậy thì chúng ta cũng cuối cùng cũng vẽ được cái vương miện, các bạn. Câu tiếp theo, câu 53. Rõ ràng ở đây thì chúng ta đang cần viết một lá thư, các bạn, thời xưa đó, cho nên đây bức thư chúng ta cần phải đầy đủ, các bạn. Như vậy đây mình sẽ vẽ ra cho nó dài một chút, các bạn thấy cái nét vẽ của mình như thế nào. Ok. Đây là một cái máy cassette, các bạn. Ok, nên đây thì các bạn để ý là chúng ta thấy là có cái máy cassette của chúng ta đó. Như vậy thì khi phát thì nó cần nói vào trong cái tai nghe, các bạn. Như đây mình sẽ kéo vào tai nghe nè. Câu 55. Tiếp theo, ở câu 55 này thì chúng ta cần vẽ cái đôi giày, các bạn. Nhưng mà cái giày thì chúng ta là thiếu cái đế, cho nên là chúng ta sẽ kéo rồi chúng ta vẽ cái đế ra, các bạn. Ok, here we go. Câu tiếp theo, câu 56. Rõ ràng khi nhìn chiếc xe này, các bạn thấy là các chi tiết nó gần như là đủ hết, các bạn. Chỉ có thiếu một cái điều là anh ta đang vi phạm luật giao thông đó, các bạn. Cho nên đây mình chỉ cần vẽ một cái nón bảo hiểm, các bạn. Oh my god. Ok. Câu 57. Ở câu 57 này thì chúng ta cần, đó là chúng ta sẽ tưởng nó là thiếu một cái con chuồng, các bạn, nhưng mà thật ra không phải, các bạn. Ở đây chúng ta cần vẽ một cái giá đỡ cho cái tầng số 2 đó, nên đây mình chỉ cần vẽ một cái nét ngang thôi. Ok, các bạn thấy ok chưa? Câu 58. Ở câu 58 này thì các bạn thấy anh chàng này đang sử dụng máy tính nhưng mà thiếu cái màn hình, các bạn. Cho nên đây chúng ta cần vẽ một cái màn hình, một hình vuông ở trên, các bạn thấy không? Ok chưa? Let's go. Câu tiếp theo, câu 59 này thì các bạn để ý là đây giống như một cái dấu chân của một con thú đó. Vậy đây chúng ta sẽ vẽ các cái viền của nó. Vậy đây mình sẽ vẽ một cái viền đen. Đây hình như là cái dấu chân của con gấu hay gì đó, các bạn, mà mình cũng không chắc nữa. Bạn nào biết cái dấu chân con gì, các bạn để lại comment nha. Câu 60. Ở câu 60 này các bạn nhìn nhờ là biết liền. Ở đây chúng ta vẽ một cái mai của con ốc, các bạn. Ok, here we go. Câu 61. Ở câu 61 này có vẻ như anh chàng này đang cầm một cái ly để uống bia hay sao, các bạn. Dễ thở nha. Let's go, here we go. Oh my god. Đây là con cá chứ không phải là ly bia, các bạn. Ok, các bạn cẩn thận nha. Như vậy thì chúng ta cũng vượt qua, các bạn. Câu 62 này các bạn để ý là chiếc máy bay chúng ta nó thiếu một cái nét ngang ở trên, các bạn. Đây là loại máy bay chiến đấu thời xưa, các bạn. Hồi xưa mình có coi mấy cái phim xưa đó, mình thấy có những dạng máy bay kiểu này nữa, các bạn. Ok, giờ thì máy bay này không biết có còn hay không. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã vượt qua được level 62, các bạn. Tiếp tục câu tiếp theo. Câu 63 này các bạn nhìn chiếc xe đạp chúng ta khá là hoàn thiện, các bạn. Chỉ duy nhất có một điều đó là chúng ta thấy nó bị thiếu thiếu cái dây xích, các bạn. Ok, nên mình kéo nè. Ở đây các bạn, đây mình đang dùng trên iPhone đó, các bạn. Mình quay trên iPhone đó, không biết các bạn dùng như thế nào. Oh my god, không phải. Ở đây các bạn nhìn thấy con rắn hổ mang thường nó sẽ có một cái nặng bự, các bạn. Cho nên đây chúng ta cứ vẽ hình trái tim là sẽ ra được cái ngạnh của nó. Câu 65. Câu này đó là một cái nấm để cho em bé ngậm đó, các bạn. Ok, thường bé rất thích ngậm những cái nấm kiểu này nè. Tuy nhiên thì các bạn cũng, nếu mà các em cũng đừng cho ngậm này, các bạn, sau này nó sẽ quên đó. Câu 66. Ở câu 66 này thì các bạn thấy là
két sắt thì các bạn phải có cửa đóng các bạn. Nên ở đây mình cần vẽ một cái cánh cửa nè. Các bạn thấy không? Ok, here we go. Hôm nay chúng ta sẽ làm đến câu 100 luôn các bạn. Ở câu số 7 này thì chúng ta khá là dễ các bạn. Đó, đơn giản chỉ làm một cái màn hình thôi. Câu 68 thì câu này thì mình cũng không biết cái môn thể thao này như thế nào, nhưng mà chắc chắn là nó cần một cái bao tay. Here we go. Ok. Câu 69 các bạn, toilet chúng ta khá là sạch á. Tuy nhiên thì các bạn đi, khi bạn đi mà các bạn thiếu cái này thì các bạn không thể không thể đi được các bạn, đó là khăn giấy các bạn. Ok. Câu 70 đây là bạn nào mà học môn địa lý thì chắc chắn các bạn sẽ biết cái đây là cái gì, đó là cái hình vả đi cầu các bạn. Chúng ta chỉ cần vẽ hình tròn là chúng ta sẽ ra được cái hình vả đi cầu của chúng ta luôn. Câu 71 câu này cũng khá là khó nè các bạn. Các bạn nghĩ nó là cái đầu con chó thì không phải đâu. Thực tế đây là một cái thanh nẹp ở phía trong các bạn. Vẽ một đường ngang như thế này là chúng ta sẽ qua được màn đó. Let's go. Câu 72 khá dễ các bạn. Đây là một trái khóm nè. Bạn nào ở Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết cái này là cái gì. Câu 73. Nếu cô ta không phải là God thì chúng ta cần phải có một cái bóng. Oh my God, cô ta là chàng trai. Câu 74. Ở câu 74 này các bạn thấy nó thiếu các nút bấm các bạn, cho nên vẽ hình tròn các bạn. Câu này nó cái người sáng tạo này người ta bôi khá lâu liễu các bạn. Câu 75 cũng vậy. Ở đâu câu 75 các bạn thấy là cái nhánh cây chúng ta hình như nó bị bôi cũng khá lâu liễu đó, cho nên chúng ta chỉ cần vẽ ra thôi. Let's go. Câu 76, nếu các bạn nghĩ ở đây chúng ta có thêm một quả trứng, chúng ta vẽ thêm một trứng thì chúng ta đã sai các bạn. Ở đây là chúng ta cần vẽ một cái tổ chim, cho nên chúng ta cần vẽ cái tổ bằng gươm các bạn, mình vẽ nó. Oh my God, đây là một cái tổ chim. Câu 77, chúng ta đã có đủ 5 cái bong bóng rồi, nhưng mà chúng ta cần thêm một cái nữa. Let's go. Câu 78, chúng ta thấy chú mèo chúng ta bị trói các bạn. Các bạn nghĩ là nó đang ăn một con cá, nhưng mà không phải các bạn, nó đang đùa giỡn với một cái cuộn len. Vậy chúng ta vẽ cái cuộn len các bạn. Oh my God. Tiếp theo chúng ta thấy là câu 79 này. Đây là chỉ khi kim dài chỉ số 12 và đây buổi tối các bạn, thì không thể là số 3 hay số 6 rồi, thì chỉ có hai số thôi, số 9 và số 12. Ở đây chúng ta vẽ số 12 thử xem nó như thế nào nha các bạn. Ok, để mình sẽ thử vẽ cây kim số 12 thử nha các bạn. Let's go. Không đúng, vậy chỉ còn số 9 thôi các bạn. Vậy đây chúng ta sẽ vẽ số 9. Ok. Câu 80 này các bạn, hồi trước chúng ta sẽ vẽ mặt cười đó các bạn. Tuy nhiên thì không đúng các bạn. Vậy thì vẽ mặt khóc. Ở đây thì chúng ta có cái căn cứ đó là mặt trời nó sẽ làm cho mưa hoặc là nắng đắt. Here we go. Câu 81. Chúng ta cần một cái cốc thủy tinh để đựng nè. Quá dễ luôn. Câu 82, ở đây cái giá chúng ta thiếu một cái tay cầm, cho nên này chúng ta vẽ một tay cầm. Bởi vì những câu trước chúng ta thấy là cái giá chúng ta lại thiếu cái xúc các bạn. Này chúng ta chỉ thiếu cái tay cầm thôi. Cho nên đây mình sẽ thêm cái tay cầm vào. Câu 83. Nếu bạn nào mà đã lớn tuổi như mình thì các bạn sẽ để ý là chúng ta đây chính là anh chàng sạc lô các bạn. Hay là Chaplin ấy. Việt Nam mình kêu là sạc lô đó. Thì chắc chắn ở đây chúng ta thiếu một cái mũ các bạn. Những bạn nào mà trẻ thì có vẻ là chúng ta sẽ không biết anh chàng này đâu. Bạn nào mà biết anh chàng này hãy để lại comment cho mình biết nha. Câu 84, câu này khá dễ. Chúng ta chỉ đơn giản là vẽ cái ruột chuối thôi. Câu 85, bạn thấy nét chéo đó, các bạn thấy nó thiếu một nét các bạn. Mình chỉ vẽ cái là xong. Let's go. Câu 86, ở đây là chúng ta cần vẽ một cái bức tượng, cho nên đây chúng ta vẽ cái đầu cũng tương đối thôi các bạn. Không cần phải dán nó đâu, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta vẽ như vậy là chúng ta có thể vượt qua được đó. Câu 87 này, 12 từ 10 thì bằng 2 các bạn, quá dễ luôn. Ok. Oh my god. Chào ta. Sao kìa. Vậy là số 2 cái. No. Việc tay phía ngoài. No, yes. Ok.
vậy thì câu 87 này các bạn nhớ là ta ghi số hàng gần gần trước các bạn. Câu 88, thường thì người ngoài hành tinh nó sẽ bắt con bò thì nó sẽ chiếu ánh sáng các bạn. Ánh sáng ta cần chiếu như thế này nè. Ok, câu 89, đây là chú gà trống các bạn. Gà trống thì chúng ta cần có cái mồng các bạn, mình gọi là cái mồng đó, không biết các bạn gọi là cái gì nhưng đây chính là cái mồng gà. Ok. Câu này cũng khá là khó dễ các bạn. Câu 90, mèo muốn ăn cá thì đơn giản là chúng ta dẫn mèo đi theo cái đường tới ăn cá thôi các bạn. Ok, ở đây mình sẽ vẽ ra nè. Ok, câu 91 này chúng ta thấy là ở câu trước thì chúng ta cũng có một cái tương tự đó bạn, cho nên chúng ta vẽ cái lỗ tai các bạn. Câu 92 này các bạn thấy là thiếu cái chìa các bạn. Ok, cái này mình kêu là cái gì nhưng mà gọi là cái chìa đó bạn. Chìa phá rồi. Câu 93, thành gươm chúng ta thiếu một cái gọi là cái cán. Tiếp tục, nhà vua của chúng ta lúc đầu thì chúng ta thấy thiếu vương miện, nhưng bây giờ thì chúng ta lại thiếu chúng ta cầm cái gì đó mà mình không biết cái gì nữa. Các bạn biết cái này là cái gì thì các bạn để lại comment cho mình nha. Ok, here we go. 95, rõ ràng đây có một cái thiếu khá là kinh điển, đó là lá sen. Here we go. Chính xác. Câu 96, đây là một cái vật dụng nó dùng để mà người ta làm giao thông các bạn. Ok, hiểu biết không? 97, rõ ràng nấu thì các bạn cần có lửa, mà ở đây chúng ta thiếu lửa các bạn, dễ lắm, bạn nghĩ rằng quạt 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 là được. Tiếp theo đó là câu 98. Ok, ở đây chúng ta cần thiếu lá cờ đúng không? Như lá cờ hay anten vậy các bạn. Không phải luôn. Ok, thiếu bình xanh. Yes, here we go. Câu 99, lạc đà thì thường các bạn thấy nó sẽ có một cái gù ở trên lưng đó. Đây mình vẽ một cái gù nè. Here we go. No, here we go. Ok, here we go. Câu cuối cùng. Có lẽ là mình sẽ cho anh ta một cái quần các bạn. Không phải. Một cái màn đi. Ok, here we go. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã hoàn thành 50 đến 100. Các bạn nào đã vượt qua tất cả những level của cái game này hãy để lại comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.